Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm cắt ghép video Premiere. Đây. Và đây chính là giao diện bên ngoài của phần mềm Premiere. Bây giờ mình sẽ mở nó lên và cắt ghép thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ sẽ tạo một thứ mục mới. Lưu tên của file mình chuẩn bị cắt, mình lưu là một. Vâng, đây là giao diện chính của phần mềm Premiere. Thì program này là hiển thị cái hình ảnh video mà mình chuẩn bị cắt ở trên này. Đây là effect. Effect thì sẽ là cái phần hiệu ứng để mình cắt ghép video. Đây là thư viện view những cái video của mình đang cắt. Còn đây là phần timeline, mình sẽ cắt và chỉnh sửa video ở phần này. Bây giờ mình sẽ lấy một video vào để cắt cho các bạn xem nhé. Lấy một video và kéo vào trong này. Đấy. Đấy, nó sẽ hiển thị như thế này. Đấy. Đây là phần để cắt này, bấm Alt và lăn chuột để kéo nhỏ cái đoạn video này lại. Bấm số 1 để mình cắt từng đoạn video lớn thành những video nhỏ. Đấy. Đấy. Còn nếu các bạn muốn xóa thì hãy kéo cái thanh này vào và bấm mũi đen và bấm 2. Đây là phần effect để chèn các cái hiệu ứng vào. Đó, các bạn có thể chọn lần đây tùy vào hiệu ứng mà các bạn muốn chọn. Ok, sau khi đã chỉnh sửa và cắt video thành từng đoạn nhỏ xong thì bấm in để render các đoạn video mà các bạn muốn các bạn vừa cắt. X, sau đó Ctrl M. Ok, thực hiện đến cái hành giao diện này, bấm vào đây để lưu, chọn file lưu mà các bạn muốn lưu. Đấy. Bấm save, enter. Ok, khi hiện lên cái giao diện này và bấm chữ start để bắt đầu render. À, ok, thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để cắt ghép và render một video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.